Ngày 7 tháng 1, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tới dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành công thương tỉnh đã hoàn thành được mục tiêu kép. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 41.200 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2021 đạt gần 44.500 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1.200 triệu đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ. Hệ thống lưới điện quốc gia đã cấp điện cho 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, góp phần tạo thuận lợi để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận với các dịch vụ của ngành. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành công thương rà soát lại nhiệm vụ của ngành, khắc phục những mặt yếu để triển khai ngay từ đầu năm, tập trung thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, phấn đấu một năm thu hút từ 10 đến 15 nhà đầu tư thứ cấp, phối hợp với các địa phương giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng tại các cụm công nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tập trung cải cách hành chính, phát triển đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới. Trước mắt là tăng cường công tác bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nhân dịp này đã có một tập thể và một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.